Chào các em. Chúng ta thi vòng cấp trường ha. Của khối 8. Phải bận quá. Rồi, bây giờ mình thi. Máy tính rồi đâu? Câu số 6. 3x trừ 3 2x cộng 5 với x sẽ bằng 14. 3x trừ 3 2x cộng 5 x bằng 14. Giải đi. Rồi, cái này các em tính. Tính máy luôn ha. Dùng chức năng ở trong khóa học V81. Rồi nhập đại A đi. B phải bằng A trừ 5. Trừ 2 các em. Đáp án là trừ 2. Câu 3. Tử trừ tử giữ mẫu luôn. Bằng 1. Dễ quá nhỉ. Cái này. Cái này thì mình cũng gặp ở trong khóa học V82 rồi các em nhé. X cộng 2Y thì bằng 5. Z cộng 2X. Z cộng 2X thì bằng 9. Y cộng 2Z 10. Rồi cộng 3 vế trái lại. Trái bằng phải. Trái bằng phải. Trái bằng phải. Vậy các em cộng 3 cái vế bên trái lại sẽ bằng 3 cái vế bên phải cộng lại. Bên trái là X cộng 2 lần X là 3 lần X. 2 lần Y cộng Y là 3 lần Y. Z cộng 2 lần Z là 3 lần Z ha. Vậy ta có 3 lần X cộng Y cộng Z. Đó là bên trái. Còn bên phải là 5 cộng 9 cộng 10 là thành 24. Vậy x cộng y cộng z bằng 24 chia 3 là bằng 8. Câu số 5. Tôi bấm máy luôn cho khỏe các em. 9 chia 3 nè. Cộng 5 nhân 4 nè. Trừ 13 nè. 10. Câu số 7. Cộng tử giữ mẫu. Tử sẽ bằng 4. Mẫu sẽ bằng x cộng 7. Tức là 4 phần 1 cộng 7 là 4 phần 8 là bằng 0,5. 1/2. Rồi cái này các em dùng máy các em bấm cho nhanh. Thầy đã dạy rất kỹ trong V81. Ta sẽ dạy trong vòng 3 nốt nhạc ha. Rồi cho x từ trừ 19 tới trừ 1. Rồi đổi cái bước nhảy. Bằng 3 các em. Bằng 3. Còn về mặt toán học, tại sao lại bằng 3 thì thầy giải kỹ hơn. Cái này đúng ra qua vòng hiện thầy mới dạy, mà ở đây vô tình nó lại ra 9x mũ 2 thì tách 9x mũ 2 trừ 6x cộng 1 để nó thành cái hàng đẳng thức á. Còn mẫu là x bình cộng cho 1. Giờ nó không còn bằng như cũ thì phải làm cho bằng như cũ. Cái P ban đầu thì thầy cắt xén đi, giờ thầy phải làm cho nó bằng như cũ. 3x mũ 2 cộng 3 thì bằng như cũ thôi. Thì em thấy nó bằng như cũ hả? Cộng tử giữ mẫu đi, em thấy 9x bình cộng 3x bình vẫn là 12x bình nè. Trừ 6x vẫn như cũ nè. Đúng không? Còn 1 với 3 vẫn là 4 thôi. Rồi cái phân thức thứ nhất nó sẽ đổi thành là 3x trừ 1 tất cả mũ 2 là một cái bình phương. Mẫu là x bình cộng 1 là một số dương. Rồi cái phân thức thứ hai thì rút 3 trên tử ra là nhân tử chung trong x bình cộng 1. Ở dưới là x bình cộng 1. Rồi như vậy là nó sẽ bằng cái này. Cái phân thức thứ nhất cộng cái này rút gọn là còn 3 ha. Tử bình phương là lớn hơn bằng 0. Mẫu dương. Như vậy cái phân thức này cũng lớn hơn bằng 0 nè. Rồi cộng 3 thì sẽ lớn hơn bằng 3. Như vậy là giá trị nhỏ nhất của P phở sẽ bằng 3. Xảy ra khi 3x trừ 1 bằng 0 á. Tức là x bằng 1/3. Ở đây người ta hỏi giá trị nhỏ nhất thì ta trả lời 3 thôi. Ui chết 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 chết. Câu số 8. 3 mũ n cộng 3 mũ n cộng 3 mũ l, tức là 3 mũ
3 lần 3 mũ N là bằng 3 mũ 13. 3 lần 3 mũ N tức là 3 mũ N cộng 1 đó là bằng 3 mũ 13. Vậy N bằng 12, 12 cộng 1 mới bằng 13. Câu hỏi số 9. Rồi, đây là một bài toán thầy đã luyện ở trong khóa học V82. Số cạnh của đa giác có 27 đường chéo. May cho các em đây là bài toán cuối cùng, cho nên các em có thể đoán nó không thể nào là số cạnh của một đa giác thì không thể nào là phân số rồi, mà phải là số tự nhiên. Vậy mình lấy cái này luôn, đang thi thôi lấy này luôn nhé. Còn bình thường thầy sẽ giảng kỹ hơn, bình thường giảng kỹ hơn. Còn em nào muốn biết tường tận tức tường tật những thứ về đa giác N cạnh thì các em tham gia ngay khóa học V82 nha. Con rắn đầu to. Rồi, đây là một bài toán thầy dạy trong khóa học V82 đó các em. Đây chính là bài toán chia bánh. Bài toán chia bánh trong khóa học V82. Chúc mừng những em đã học V82 thì các em sẽ gặp y cái bài này trong ví dụ luôn các em ha. Y chang trong ví dụ luôn. Rồi, bây giờ thầy vẽ một tam giác vuông. Thầy vẽ một tam giác vuông. Nha. Một tam giác vuông có tên là ABC. A nè, B nè, C nè. Các em cứ nhớ nè, Trong một tam giác khi mình nối trung tuyến lại thì tam giác đó sẽ bị chia thành hai phần có diện tích bằng nhau. Đó là bài toán chia bánh đó. Hai miếng này bằng nhau nè. Trung điểm BC người ta đặt tên là gì? P phở đúng không? Như vậy là hai miếng này diện tích bằng nhau nè kìa. Rồi tương tự, trung điểm của AB là trung điểm BC là P phở, còn trung điểm AB là M. Xét cái bánh A P phở về bò thì thầy nối P với M lại thì nó sẽ thành là hai miếng có diện tích bằng nhau, cũng là bài toán chia bánh hồi nãy. Vậy miếng bên này thầy gọi là x, diện tích là x thì miếng này cũng là x, đúng không? Rồi tiếp tục, trung điểm của AC thầy đặt tên là N thì thầy nối lại luôn. Như vậy là cái tam giác APC cũng bị chia thành hai miếng có diện tích đều nhau. Thầy gọi đây là Y đi. Thì bên này cũng là Y. Đó. Nhưng mà các em nhìn kỹ nha. Cái tam giác AB phở B bò với lại tam giác APC có diện tích bằng nhau, tức là X cộng X sẽ bằng Y cộng Y. Tức là 2X sẽ bằng 2Y đó. Vậy là X bằng Y luôn. Hai miếng hai bên này bằng nhau mà. Vậy X bằng Y luôn các. Vậy Y thì bỏ hết đi, thầy ghi thành X thôi. Vậy tam giác này là gồm có 4 cái miếng X ráp lại, 4 cái miếng diện tích X ráp lại. Trong đó cái hình chữ nhật AMN là gồm có 2X các em nhé. Giờ thầy nối tam giác MNP lại thì các em có thấy tam giác MNP á thì nó là một nửa của hình chữ nhật AMPN không? Đúng không? Vậy nó sẽ là một nửa của 2X, tức là diện tích của nó sẽ là X thôi. Diện tích của MNP chỉ là X, còn diện tích của cả tam giác lớn là 4X. Như vậy là tỷ số giữa diện tích ABC trên MNP sẽ bằng 4. Các em tham gia khóa học V82 đi, các em sẽ hiểu rõ hơn. Còn giờ thời gian không có nhiều để thầy giảng nhiều đâu. Một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 40, một cạnh góc vuông bằng 24. Vậy các em tính cạnh huyền còn lại, 40 bình trừ 24 bình, rồi lấy căn. Cạnh góc vuông còn lại là 32, cạnh góc vuông còn lại 32 thì nhân cho cạnh góc vuông kia là 24, rồi chia đôi là bằng 384.
diện tích tam giác vuông thì bằng tích hai cạnh vuông chia đôi. Em nào không hiểu kịp thì tua tới tua lui cái lời thầy giảng em sẽ hiểu thôi. Cái này thì quá dễ rồi. A mũ 3, B mũ 3, 3A bình B, 3A B bình, nó rút 3A B làm nhân tử chung này, tính lừa mình. Cái này bậc khai triển ra là Y mũ 2, tất cả mũ 3 là thành Y mũ 6 là lớn nhất và không triệt tiêu, vậy đó là bậc 6. Cái này các em vẽ nhanh hình. Hình bình hành ABCD có B bằng 4X, C bằng 2X. Rồi góc B và góc C là bù nhau vì là hai góc trong cùng phía. Vậy 4X cộng 6X, 4X cộng 2X là thành 6X các em nhé. 4X cộng 2X là thành 6X. Mà theo đề thì 6X à, theo tính chất góc trong cùng phía thì 6X bằng 0.8, vậy X sẽ bằng 30. X bằng 30 thì suy ra góc C. Góc C á sẽ bằng 2 x 30 160. Mà tại sao thầy tính góc C? Tại vì góc A bằng góc C các em. Hai góc đối trong hình bình hành thì bằng nhau. Như vậy là góc A bằng 60 luôn. Con chó. Ồ, lại bài toán chi bánh các em. Thấy chưa? Giờ các em thấy việc học khóa V82 mang lại quá nhiều lợi ích cho các em đúng không? Đó là sự thật chứ không phải là quảng cáo nha. Rồi. À, thầy cũng nhắc luôn là với số lượng học sinh càng ngày đăng ký cái kênh thầy càng đông thì sinh ra một số người không thích. Họ vu khống thầy ở trên YouTube rằng những video của thầy là có nội dung không tốt, bài bạ, cho nên YouTube nó tạm ngừng một số video của thầy để nó điều tra. Thì chuyện này là chuyện thầy thường gặp luôn, các em yên tâm đi. Thì trong trường hợp kênh YouTube nó giữ luôn cái kênh của thầy để nó xác minh á, thì các em vô cái kênh dự phòng của thầy nha. Tất cả những bài sắp tới thầy sẽ đưa vô đây hết. Giờ các em lấy sổ tay, các em ghi cái địa chỉ buongnhanluan.wordpress.com ra đây. Sau này nếu cái kênh của thầy nó bị khóa thì các em vào cái trang web của thầy rồi các em nhấp vô đây là nó dẫn tới cái kênh phụ thôi nha. Thì lúc đó là đừng có hoảng hốt ha. Trên đời này nó có nhiều người xấu lắm kìa. Nhưng mà thôi, mình phải chung sống thôi. Mình cũng có làm chuyện gì xấu với người ta lại ha. Mình cứ ở hiền sẽ gặp lành thôi. Cho tam giác cho hình chữ nhật ABCD. Bây giờ thầy sẽ vẽ hình. Đây là bài toán chia bánh kìa. Rồi thầy vẽ nhanh cái hình chữ nhật. Cái phần mềm vẽ hình này nó hay lắm game ơi. Nhưng mà kem chưa đủ trình độ xài nha. Còn nếu muốn xài thì sau này thầy bày cho. Bây giờ là mời thầy đã. AB phải xuống dưới thì nó mới hợp lệ hơn. AB ngắn hơn mà. AB ngắn hơn kìa. AB ngắn hơn, vậy thầy cho nó xuống dưới đi. Rồi, AB là bằng 4. Còn AC là bằng 6. Trên cạnh BD, lấy E và F sao cho chia thành 3 khúc bằng nhau. E đây, F đây. BE bằng EF bằng FD. Rồi, theo bài toán chia bánh thì giờ mình tính diện tích tam giác CEF như thế nào? Đơn giản thôi các em. Giờ thầy tô màu cái tam giác CEF lên cho các em dễ thấy nè. CEF là cái miếng màu vàng này nè. Rồi, tính diện tích miếng này thì các em thấy ba cái đáy FD, EF và BD, BE bằng nhau. Như vậy là cái miếng này sẽ bằng 1, EF bằng 1/3 BD đó. Vậy EF, cái miếng màu vàng sẽ bằng 1/3 của miếng BCD. Mà miếng BCD là bằng nửa của hình chữ nhật. Nhìn tôi thấy luôn khỏi chứng minh. Miếng vàng bằng 1/3 của một nửa hình chữ nhật. Vậy nó sẽ bằng 1/6 của hình chữ nhật. Mà diện tích hình chữ nhật là 4 x 6 là 24. Vậy các em lấy 24 chia 6 là ra 1 phần. Đó là bằng 4 ha. Các em đăng ký ngay khóa học V82
để hiểu được bài toán chia bánh. Bởi vì sắp tới em sẽ còn gặp bài toán nó nhiều lắm. Cái con dê này đi mắc cười vậy. Rồi đây là một bài toán có trong khóa học về 82 luôn. Ví dụ mẫu luôn. Hình chữ nhật ban đầu có hai kích thước là dài là A, rộng là B. Thì diện tích cũ thì gọi là S, S cũ đi. Bây giờ S mới nè. S mới là bằng chiều dài mới nhân chiều rộng mới. Mà chiều dài mới là bị giảm 10%. Giảm 10% tức là còn 90%. 90% tức là 9/10. Chiều dài mới chỉ còn bằng 9/10 A. Còn chiều rộng mới cũng vậy, cũng giảm đi 1/10, tức là 10%, vậy còn 9/10. 9/10 B. Rồi lấy hai này nhân với nhau là thành 9 nhân 9 là bằng 81. 81% A nhân B. Không, mà A nhân B các em để ý, A nhân B thì nó bằng S cũ. Không, vậy đây là bằng 81% của S cũ. Đó, S mới, diện tích mới bằng 81% của diện tích cũ thôi. Như vậy là bị ngót đi bao nhiêu, bị mất đi bao nhiêu? Bị mất đi 19%, đúng không? 100% mà còn 81 thôi, vậy mất đi 19%. Con khỉ tổng các giá trị của x thỏa mãn cái đẳng thức này. Rồi, các em dùng kỹ thuật giải phương trình mà thầy đã dạy ở trong khóa học V81. Các em giải cũng được, còn không thì mình phân tích thành nhân tử nè. Đưa về bài toán sau đây. X mũ 4 thầy sẽ cho đi với lại 2X mũ 3 thành một nhóm. Cái nhóm sau rút dấu trừ ra, X mũ 2 sẽ đi với lại trừ 2X bằng 0. Rồi nhóm thứ nhất rút X mũ 3 ra, ở trong còn X cộng cho 2. Nhóm thứ hai rút X ra, ở trong còn X cộng X trừ ở đây chưa quên đổi dấu nha. Trước ngoặc là dấu trừ, khi nhóm lại phải đổi dấu bên trong chứ. Như vậy là tới đây ta có rút x cộng 2 ra làm nhân tử chung. Rút x ra nữa chứ. Rồi ở trong sẽ còn lại là x đi rồi, x cộng 2 đi rồi. Vậy là trong còn x mũ 2 trừ cho 1. Từ đây mình suy ra rất nhiều trường hợp các em. X bằng 0 nè. X bằng 0 nè. Chỗ này x bằng 0 nè. X cộng 2 bằng 0, tức là x bằng trừ 2 nữa. Rồi x mũ 2 trừ 1 bằng 0 nữa, vậy x bằng cộng trừ 1 nữa. 3 bài toán con. Rồi cộng các cái giá trị này lại. 2 thằng dương 1 âm 1 cộng lại là bằng 0 rồi. Bỏ đi, mình trừ 2 với 0 cộng lại là bằng trừ 2. Vậy tổng các giá trị là bằng trừ 2. Con heo. Số dư khi chia đa thức này cho đa thức này. Theo định lý Bayesian mà thầy đã dạy trong V81 thì số dư sẽ là F của âm 1. F của âm 1 em nhé. Mà F của âm 1 thì sẽ bằng âm 1 tất cả mũ 2017 rồi cộng cho âm 1 tất cả mũ 2016 cộng cho 1. Như vậy số dư sẽ bằng là trừ 1 mũ 2017 là lại mũ lẻ lại là bằng trừ 1 cộng 1 đằng cuối là hết. Còn cái khúc giữa là mũ chẵn thì nó thành 1. Số dư sẽ bằng 1. Con chuột phân tích số 2016 ra thừa số nguyên tố thì tổng các thừa số nguyên tố là bằng nhiều. Phân tích ra các em dùng chức năng phân tích thừa số nguyên tố thầy đã dạy V81 thì nó ra là 2 mũ 5 nhân 3 mũ 2 và nhân cho 7. Như vậy có 3 thừa số nguyên tố, đó là 2, 3 và 7. Thì lấy cộng lại 2 cộng 3 cộng 7 thì bằng 12. 12. Rồi con gà. Ờ xong rồi. Trời định bắt con gà nữa. Bài thi cuối cùng
Bài thi số 3. Loại gì đây? Đừng để điểm rơi, đừng để quà rơi. Tiếp tục kìa. Giá trị, các em dùng chức năng tính mà thầy dạy trong khóa học V81 để xử lý. Không phải 5x cộng cho 0,0625. Rồi x thì bằng 0,75. Kết quả bằng 1 nha. Không có máy tính rồi mệt đó em. Điên đầu luôn. Số đo của một góc của lục giác đều. Rồi đây đúng là khóa học mà thầy dạy V82. Như vậy các em thấy chưa? Khóa học V82 nó đem lại cho các em rất nhiều lợi ích khi thi vùng trường mà thầy nói trước rồi mà. Theo kiến thức trong khóa học đó thì một đa giác n cạnh thì tổng tất cả các góc sẽ là gì? Là n nhân cho n trừ 2 nhân cho 180. Đó là tổng các góc kia. Rồi ở đây có 6 góc thì mình chia cho 6. Đa giác lục giác thì n bằng 6 luôn các em nhé. Mình thay vô luôn. Như vậy là mình có gì? 6 nhân 4 nhân cho 180 chia 6 720. Rồi chia cho, thì ứng lại coi, 6 nhân 4. Hình như lộn rồi. Thì lộn qua công thức đường chéo luôn các em. Tổng số đo các góc chỉ là n trừ 2 nhân cho 180 thôi. Đó là tổng số đo các góc. Mà có 6 góc thì mình chia 6. Có n góc mình chia cho n. Đa giác đều thì n góc đều bằng nhau, mình chia n. Ở đây n bằng 6 thì mình lấy 6 chia trừ 2 chia cho nhân 180 chia 6 ra bao nhiêu nhỉ? 4 nhân 180 chia 6 vậy là bằng 120. Các em đăng ký ngay khóa học V82 để nắm được những cái công thức đó cũng như hiểu biết ha. Và thầy cũng nhắc lại là giả sử kênh của thầy nó bị đứt tạm thời thì các em vô buồn nguyên luận wordpress.com nhấp theo cái đường link này, nó sẽ ra cái kênh phụ ha. Thầy những bài sau đó thầy sẽ gửi trên cái kênh phụ này hết. Hiện tại thì thầy chưa có gửi bởi vì kênh chính thức vẫn còn sử dụng được. Các em yên tâm nha. Một số kẻ xấu họ vu khống cái kênh của thầy là tải những video bậy bạ ăn cắp của người ta, nhưng mà sự thật là không có ha. YouTube nó xác minh xong nó sẽ trả lại cho thầy thôi. Rồi hình vuông. Hình vuông có diện tích đã biết mà có cạnh là 4x-1. Hình vuông có cạnh là 4x-1 thì diện tích sẽ là 4x-1 mũ 2. Và theo đề thì nó đã bằng 225. Vậy từ đây các em suy ra 4x-1 sẽ là cái số nào đó mà mũ 2 lên bằng 225. Như vậy là bằng cộng trừ 15. Nhưng bên môn hình học thì không có số âm, vậy các em lấy 15 thôi. Còn bên môn đại số thì lấy cả âm 15, bởi vì âm 15 mũ 2 lên cũng bằng 225. Từ đây các em suy ra 4x sẽ bằng 16. Và x sẽ dễ dàng tính được là bằng 4. Chưa rơi cục quà nào hết. Mấy câu rồi các em. Rút gọn phương thức, trời ơi hỏi nít thật trời. Rút gọn này thành 3/5, tức là 3 chia 5 là bằng 0.6. Đúng là ở hiền gặp lành các em á. Đi thi mà gặp 10 câu vậy là mình thủ khoa luôn ha. Oh my god, cái gì đây? Dễ các em, đề hù thôi, đề hù mình thôi. Ở trên tử á, là 2 mũ 2016 được cộng thêm 2 mũ 2016, tức là 2 nhân cho 2 mũ 2016 luôn. Thì giống như x cộng x là bằng 2x thôi. Còn ở dưới thì giữ nguyên chờ đợi mà. Ở trên tử thì bằng 2 mũ 1 nhân 2 mũ 2016 thì bằng 2 mũ 2017. Hù hả? Ở dưới thì vậy thôi, gì đâu. Rút gọn ra là bằng âm 1 nha. Rồi, ok. Tính lừa mình nhưng mà sao qua mặt được mình các em. Chuyện nhỏ. Rồi tiếp tục.
ABCD là hình vuông. Hình vuông. Rồi ABCD là hình vuông. Hình vuông, ta vẽ nhanh hình vuông nha. Hình vuông kìa. Vuông thì có hình vuông sau đây. Bỏ giữa đi cho nó đỡ rối mắt. Hình vuông là A nè, B nè, C nè và D nè. Cạnh 18. E thuộc AD. E nằm trên AD. Lấy đây. ABCDE ha. Diện tích ABCD. ABCD là hình vuông là cạnh bằng 18 nè. Rồi E thuộc AE bằng x ha. AE bằng x kìa. SABCD bằng 3 lần SABE. Ồ, dễ thôi. Giờ theo đề á. Theo đề người ta cho là gì? SABCD là bằng 3 lần S của ABE. Như vậy mình thay đổi đề các em. SABCD là bằng 18 mũ 2. Công thức này sẽ đổi thành công thức mới. SABE là bằng 1/2 hình tam giác vuông mà. 1/2 nhân 18 nhân cho x. Đó. Từ đây các em có thể dùng chức năng tìm x được rồi, không? 18 bên kia, 18 bên trái, 18 bên phải bỏ đi. Vậy là còn lại 18 bằng 3/2 x. Vậy từ đây x sẽ bằng 18 chia cho 3/2. 12 kìa, x bằng 12. Thì giá trị của x sẽ là mới 12. Lâu dữ trời. Rồi, cho tam giác ABC. Cho tam giác ABC vuông ở A. Cái đề có vẻ rầm rộ vậy. Nhìn đâu đầu vậy. Tam giác vuông ở A. Đặt tên A B C. Dựng ra ngoài tam giác vuông các hình vuông. Ố xà, ok, chuyện nhỏ. Không sợ cái, mình chẳng sợ. Hình vuông nè, A B. Hình vuông nè. Hình vuông nè. Quá nhanh, quá nguy hiểm đúng không các em? Các em sau này các em tập sử dụng mấy cái phần mềm giống như thầy nè. Rồi. Hình vuông mình giấu mấy cái này đi cho nó đỡ rối mắt các em nhé. Hình vuông A, B, E, F. A, B, E, F. Rồi gì? A, C, M, N. A, C, M, N. Rồi hình vuông gì nữa? B, C, K, H. BCKH thì ngược rồi, BCHK là sai rồi. Sai về mặt nguyên tắc luôn. Rồi. Diện tích của hình vuông ABEF á là bằng 25. Diện tích của hình vuông ACMN là 144. Như vậy, diện tích của hình vuông này là bao nhiêu? Dễ không? Hình vuông nhỏ, diện tích 25. Thì cạnh của nó là bằng 5. Tính lừa mình không lừa được đâu. Hình vuông này diện tích bằng 144. Như vậy là cạnh của nó là lấy căn của 144. Rất tốt. Bằng 12. Rồi như vậy cạnh nó bằng 12. Vậy dùng Pythagore các em tính ra BC. Dùng Pythagore các em, 5 mũ 2 cộng 12 mũ 2 bằng 169, lấy căn bằng 13. 13 là lại bình phương lên bằng 169. Cái này bằng 169 đi. 13 mũ 2 đó ha. Tức là bằng 169. Vậy nha.
Cái hình đó là hình minh họa định lý Pythagore đó các em. Ở trên vũ trụ người ta đưa cái hình này nè, tượng trưng cho định lý Pythagore. Rồi cái bài này cũng dễ thôi, là ta sẽ biến thành x trừ 3 tất cả mũ 2 bằng 144. Từ đây suy ra x trừ 3 sẽ bằng cộng hoặc trừ 12. Đây là môn đại số rồi, phải chấp nhận cả hai kết quả. Nếu x trừ 3 bằng 12, x bằng 15. Nếu x trừ 3 bằng trừ 12, x bằng trừ 9. Ở đây người ta đòi x dương, vậy các em lấy x bằng 15 nha thầy. Trời ơi, tới đích đi mệt mỏi quá rồi. Ui cha, my god, my god. Cái gì đây, khủng khiếp vậy. Bây giờ các em dùng chức năng mà thầy đã dạy trong khóa học quê. Dạy chưa nhỉ? Hình như thầy dạy bọn lớp 7, lớp 6 rồi, lớp 8 như thầy chưa dạy hay sao á. Chức năng trong khóa học quê. Quê hình như thầy chưa dạy các em rồi. Thầy cứ tưởng ở lớp 6, 7 học rồi. Rồi giờ ta dùng máy tính làm nhanh lắm các em. Rồi qua vòng huyện thầy sẽ dạy cho các em. 2x cộng 1. Rồi thầy bấm xíu nha. Như vậy nếu dùng nếu dùng chức năng máy tính á, thì các em sẽ giải ra nhanh lắm. Nó là bằng 2499 trên 2500. Còn nếu mà giải bằng toán học á, thì các em sẽ giải như sau. Các em giải nhanh nha. 3 trên 1 nhân 2 tất cả mũ 2 á, là thầy sẽ biến thành là, thầy sẽ biến thành là 3. Để đoán coi nha. 1 cộng 1, đó là 1 cộng 1 tất cả mũ 2 trừ cho 1 mũ 2. Ở dưới là 1 mũ 2 nhân cho 2 mũ 2. Đó. Và nó sẽ tách ra là cuối cùng nó sẽ bằng là 1 trên 1 mũ 2 trừ cho 1 trên 2 mũ 2 các em. Không tin các em cứ thử đi. Em cứ thử đi. Chắc chắn đúng luôn. Còn tại sao thì qua khóa học V83 thầy sẽ dạy luôn ha. 5 trên 2 nhân 3. 5 trên 2 nhân 3 là sẽ bằng 1 trên 2 mũ 3 trừ cho 1 trên 3 mũ 2. Không tin các em thử đi. 3 mũ 2 trừ 2 mũ 2 là 9 trừ 4 là bằng 5. Đúng luôn. Thấy không? Tiếp tục. Tiếp tục. Cứ vậy. Giờ tới thằng 7 nè. 7 trên 3 nhân 4. Nó cũng vậy à. Bằng 1 trên 1 mũ. À 1 trên 3 mũ. Mũ 2 trừ cho 1 trên 4 mũ 2 các em. Được cứ vậy. Cứ vậy cho tới mãi mãi. Cho tới cái tên cuối cùng á, là anh sẽ bằng là, anh sẽ bằng là 89 trên 44 nhân cho 45 tất cả mũ 2 đúng không? Anh sẽ bằng là 1 trên 44 mũ 2 trừ cho 1 trên 45 mũ 2. Đó hết rồi. Bây giờ các em cộng lại hết. Các em cộng nguyên cái dọc bên trái lại, trái cộng trái cộng trái cộng trái là bằng A. Còn bên phải các em cộng lại nó chết lần chết mòn hết à. Trừ 1 phần 2 cộng 1 phần 2 hết. Trừ 1 phần 3 cộng 1 phần 3 hết. Trừ 1 phần 4 hết sạch. Thằng này cũng chết nha. Cuối cùng chỉ còn cái thằng đầu tiên này sống. Và cái thằng cuối cùng này sống thôi. Đó. Rồi giờ các em bấm máy. Là 45 mũ 2 trừ 1. Tất cả trên mẫu trung là 45 mũ 2 ha. 45 mũ 2. Các em bấm máy đi. 45 mũ 2 chia cho trừ 1 đó chứ. Phải chia cho 45 mũ 2. 2024. Chết rồi, tí nữa sai. 2024. Hồi nãy thầy nhập lộn tới 45 rồi. 2024 trên 2025 kìa. 2024 trên 2025. Rồi ok. Trời vẫn còn câu hỏi hả? Sao nhiều vậy? Tổng giá trị các đa thức này thì chia hết cho đa thức này. Để thầy giải bằng nháp cho nó nhanh đi. Chia hết cho đa thức này.
Giờ các em thấy hai đa thức A nó sẽ bằng 4, B bằng 4, cộng lại bằng 8 các em nhé. Các em thấy hệ số tự do bằng 1 và hệ số cao nhất bằng 1 ha. Cái bài cuối á, chắc các em cũng chưa hiểu lắm đúng không? Giờ thầy giảng lại cho các em hiểu cái bài cuối một chút nè. Thầy giảng lại cái bài cuối cho em hiểu một chút nè. X mũ 2 cộng 3X cộng 1 là đa thức bị chia. Đa thức chia. Còn cái đa thức bị chia hồi nãy á, là cái gì? Là X mũ 3 cộng cho AX mũ 2 cộng cho BX cộng 1. Đó. Bây giờ đa thức này mà chia cho đa thức này á, đa thức mũ 3 mà chia cho đa thức mũ 2 á, thì nó sẽ còn lại đa thức mũ 1. Tức là lúc nhân lại á, nó sẽ ra một cái đa thức là AX cộng B. MX cộng N đi. MX cộng N cho khỏi đụng hàng cái thằng A với B bên kia các em. Thì M này bắt buộc phải bằng 1 nè. Để khi 1X nhân cho X mũ 2 thì nó mới bằng X mũ 3 bên này. Vậy là số M đó bằng 1 bỏ đi. Rồi cái N này cũng phải bằng 1. Để khi 1 này nhân cho 1 này thì nó mới bằng 1 này được. Em hiểu không? Đó. Bây giờ các em lôi cái này ra làm việc riêng nè. Cái này các em lôi ra, các em dùng đa thức nhân đa thức, các em nhân phá ra chọc, nó sẽ bằng A mũ 3 cộng cho 4X mũ 2. 4X mũ 2 được cộng cho 4X được cộng cho 1. Và lúc đó các em lấy cái này các em so sánh với cái trên này. X mũ 3 què, 4X mũ 2 phải què với cái này. Vậy A phải bằng 4. Rồi 4X thì phải què với lại BX. Vậy là 4 phải bằng B, B bằng 4. 1 thì què với 1 rồi. Em hiểu chưa? Không hiểu hả? Không hiểu thì thôi à, ngẫm nghĩ sẽ hiểu thôi. Dạy các em nhé. Các em nhớ đăng ký ngay khóa học V82 đi. Đăng ký ngay khóa học V82 đi. Để nắm kiến thức rồi thi trường, thi huyện, sắp tới thi tỉnh nữa. Và nhớ những kẻ xấu nó đang vu khống kênh YouTube của thầy. Bây giờ lỡ mà người ta cắt kênh của thầy á, để xác minh á, thì các em cứ vô cái kênh dự phòng này mà các em coi các cái bài tiếp theo nha. Wordpress.com, Bùi Nguyễn Lộ Wordpress.com, ghi sổ tay đi. Nhớ lỡ một ngày nào đó không tìm thấy kênh của thầy là các em cũng đừng có tá hỏa ha. Thầy rất là buồn bởi vì có những người xấu như vậy ha. Nhưng mà thôi, cuộc sống phải chấp nhận thôi các em. Có những kẻ xấu nó sống chung sống với chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng vui vẻ thôi, cũng đừng có làm chuyện gì xấu với họ ha. Bye bye, hẹn gặp lại ở nick số 2.